Chào các bạn đã đến với kênh Hoang Dã TV. Hôm bữa trước thì mình có lên trên mạng mình đặt mua mấy cái bẫy chuột. Hôm nay nó ship tới tận giường rồi. Mình mua trên mạng Sendor. Sen đỏ đó các bạn. Giá 4 cái. 4 cái ship tới nhà mình thì 100 ngàn. Đó, thì cái giá 100 ngàn nè. Thì 100 ngàn mà 4 cái thì mình thấy nó cũng hợp lý rồi các bạn, không mắc mà cũng không rẻ. Thì cái bẫy này nó làm bằng nhựa composite cứng. Mình xăm soi từ trên dưới rồi. Mình không có thấy cái chỗ nào sản xuất hết. Không biết là sản made in Việt Nam hay là made in Chinese. Mà kho hàng của nó ngoài Hà Nội. Thì Hà Nội thì chắc 95% là cái hàng này là hàng xuất xứ từ Trung Quốc qua. Thì nhìn chung mình thấy cái bẫy này nó có cái hay, rất là hay. Cái cơ chế của nó thì nó cũng giống như cái bẫy sập thông thường các bạn. Nó sập rồi nè, nó sập nó đè chết con chuột thôi. Đó, nó đè vậy nó chết con chuột. Nhưng mà cái bẫy này là nó rất là dễ sử dụng. Các bạn biết là trong những cái bẫy bằng thiết như thế này nè, kéo cái dây kéo lên đập con chuột chết, hoặc là những cái bẫy nửa bằng trăng, cái bẫy nửa bằng trăng các bạn gài thì các bạn á gài không khéo nó đập vô tay đó, mày gài á mà các bạn gài mà nó vô sâu quá thì cái độ nhạy nó là thấp. Còn cái này thì người ta tính toán sẵn rồi, mình chỉ cần mở bộ dương bẫy lên là được rồi, là cái độ lực của nó rồi, là nó đủ độ lực để con chuột nó vừa là bước lên không nặng nhẹ, không nặng lắm cũng không nhẹ lắm, để cho con chuột nó bước lên vừa đủ phải để bẫy sập và nó đập con chuột chết. Thì cái bẫy này mình thấy là bẫy chuột nhắt thôi nha các bạn, mình thấy là bẫy chuột nhắt thôi. Nó thích hợp cho những gia đình nè, mình bẫy những con chuột nó nằm ở trên cái kệ bếp của mình, nó nằm trong tủ quần áo hay nó nằm ở trong những cái kho, những cái ngóc ngách mà nó cắn phá, nó đẻ đái, nó hôi. Nhiều lúc là các bạn là mua cái bẫy kẹp đó thì gài thì nó hay bị kẹp vô tay nên sợ, thì cái này nó giải quyết được vấn đề đó. Cái này mình thấy, mình nghĩ là trẻ em hay phụ nữ, thậm chí người già đều gài được hết các bạn. Chỉ cần có cái lực mình đẩy mạnh xuống một cái là cái bẫy nó gài được thôi. Nên mình thử cho các bạn xem nha. Nè, đây nè. Đó, các bạn đẩy mạnh xuống một cái là cái bẫy mình nó đai rồi. Con chuột nó ăn, nó bước lên cái này các bạn. Ở trong đây nó có một cái khay để thức ăn nè. Cái khay để thức ăn thì mình sẽ giới thiệu sau. Để thức ăn ở dưới thì con chuột nó lên, nó bước lên đây. Rất áp phê nha các bạn. Khá là đau đấy, để các bạn thấy đây. Cái tay mình này, cái con đều nhẫn nè. Đó, các bạn đó. Khá là áp phê đó, chứ không có phải là trên đùa đâu. Đấy, đấy các bạn. Chỉ cần lực nè, các bạn thấy nè, lực nè, đây nè. Đẩy mạnh xuống một cái là bẫy mình đã gài rồi. Thì ở đây mình nói là có một cái khay thức ăn. Khay thức ăn thì nó nằm dưới đây nha các bạn, mở ra dưới đây. Các bạn vặn nó qua thôi. Vặn nó qua mình lấy cái khay thức ăn ra. Cái khay thức ăn ra thì mình có thể mình bỏ cơm, bỏ cái gì vô đây cũng được. Rồi mình lại đóng nó lại. Đóng nó lại thì các bạn xoay nó qua một cái. Xoay nó qua một cái đó là cái khay thức ăn của mình nó cứng. Thì các bạn có thể các bạn bỏ thức ăn vô trước rồi các bạn gài bẫy vô sau, không nhất thiết là các bạn phải như vậy đó. Ví dụ như cái bẫy nó sập rồi, đấy bây giờ các bạn lấy ra đi, lấy ra đây, các bạn bỏ thức ăn vô đây, lấy miếng cơm cho nó đè nó vô đây để các bạn bỏ vô thôi. Chuột nhắt thì nó khoái ăn cơm, đấy. Không lâu lâu nó muốn đổi mùi thì cho nó ăn miếng lúa, bỏ vài hạt lúa vô vậy thôi các bạn đóng nó lại thôi, nó lên dạ này, đóng lại thôi. Đóng nó lại rồi bắt đầu mình gài bẫy sau.
đó, mình cho cơm vô đi thì mình nó không có, có bị ấy ra, không có bạn để nó đứng vậy nè, mình làm nó nằm như đây thì nó vậy đó, nó nghiêng đó để cho các bạn quay phim cho các bạn xem. Thì nếu mà mình để mấy thức ăn khô thì nó tuột ra, còn nếu mà thức ăn ướt thì nó đâu có vấn đề gì đâu. Đấy các bạn ha, cái này nó hơi bị kém một chút rồi. Rồi ha, vậy thôi. Đây bạn xem gài mặn các bạn, đẩy mặn xuống là lên đây, đẩy mặn một cái đây. Đó, các bạn nghĩ coi một phút mình gài được bao nhiêu cái, một phút gài 100 cái bẫy chuột không các bạn. Rồi cái bẫy này ta để đây, bẫy này ta để đây, cái này ta để đây, này ta để đây. Rồi vậy thôi đó, các bạn thấy những cái bẫy chuột này mình thấy là rất hợp cho gia đình nha, bẫy những con chuột phá phách ăn gỗ nha. Đấy, ở đây nó có một cái lò le này các bạn đó, khi mà cái ở trên nó gài xuống là nó có một cái móc dưới đây nè, nó gài xuống đây đó, nó gài xuống các bạn, nó che rồi mình, nó che rồi không thấy, nhưng mà cái cơ chế nó vậy đó. Rồi ha, chào các bạn nha, rồi các bạn coi phần sau nha. Máy hoạt động rồi nha các bạn. Đấy các bạn nè. Đi ra đi chứ cứ dơ. Dơ con chuột dơ. Các bạn là thấy là con chuột bây giờ cũng khó kiếm lắm. Mình phải đi qua hàng xóm mình bẫy mới được một con. Đây. Đây các bạn thấy không? Nó sập rồi. Nó kẹp cái đầu nè. Dơ đó con đừng có đụng vô. Như sao mình con hảo ra, con hảo ra. Rồi để bà giấy cho. Con chồng mình quay giùm ba đi. Rồi. Giữ im đó nha. Các bạn thấy nè, nó kẹp cái đây đầu nè. Im con. Mình dùng cái mồi cơm nha các bạn. Để im đó con đừng có gì đó. Mồi cơm. Các bạn khi các bạn dài nè. Nếu mà các bạn dài á mà các bạn là thấy nó hết mồi á mà cái bẫy mình không sập, chứng tỏ là cái lưới gà này á là nó gà vô sâu quá. Thì các bạn nè, một tay các bạn giữ cái này, các bạn đè nó xuống nhẹ một chút nha, các bạn đè nhẹ một chút xíu thôi, đừng đè mạnh quá rồi cái bẫy mình nó sập. Các bạn đè nhẹ một chút thôi rồi các bạn gài đó, các bạn thấy không đó, cái đó là mình đè nó hơi quá rồi đó, các bạn đè nhẹ xuống thôi. Con đẻ đó cho ba. Con có chuột ơi. Con kẹp tay con bây giờ. Con chuột ơi, mà chiếu sống với ông Kali mà. Các bạn để nhẹ một chút xíu để cho cái bẫy mình nó có độ nhạy, thì khi các bạn gài á thì nó dễ dính chuột nhắt hơn nha. Đó. Rồi. Con chuột ơi. Đúng vô. Rồi. Chào các bạn nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Quan Hồng Phúc của kênh Hương Giá TV. Cái bẫy này các bạn nào có ấy thì lên Sen Đỏ mua nha các bạn, trang mạng điện tử Sen Đỏ.
Yeah.